Chào mừng quý vị đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Trong chương mục câu chuyện cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện một mình rửa tám băng đát trong ngày ra mắt. Cô gái đập vỡ tất cả rồi về sau câu nói của người yêu. Là người yêu hay là ô sin của nhà anh? Đó là câu hỏi của rất nhiều người khi nghe câu chuyện về cô gái rửa tám băng đát biển trong ngày đầu tiên sau khi nhà người yêu. Thế nhưng thay vì lựa chọn cách đối phó hôm qua, cô gái đã đập vỡ hết các đĩa nhà chàng trai và để rồi ngày ra mắt cũng là bài hỏi trước thành nhau. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng xem phần những chi tiết. Một mình rửa tám mâm bát trong ngày ra mắt, cô gái đập vỡ tất cả rồi về sau câu nói của người yêu. Câu chuyện về ra mắt nhà người yêu có phải rửa bát hay không luôn là chủ đề nóng sốt, nhiều dân mạng đã từng kể câu chuyện kinh nghiệm của mình. Mới đây một cô gái cũng kể về hoàn cảnh éo le khi về ra mắt và cái kết tồi tệ. Mình đã đá vỡ bát đũa nhà người yêu ngày đầu ra mắt, cũng là ngày cuối yêu nhau, chắc chẳng ai như mình cũng phải. Tính mình ngăn bướng từ bé, là con gái nhưng cái gì không hài lòng là nói thẳng nói thật mà làm thật luôn. Mình có anh người yêu nhau được một năm rồi, anh hơn mình 3 tuổi, tính hơi gia trưởng. Nhưng mình vẫn chấp nhận được, chả hiểu sao, nói chung là tình yêu cũng khó nói. Vì anh cũng mót cưới nên bảo mình là yêu một năm rồi, về ra mắt gia đình anh được không? Mình thì cũng đồng ý, anh bảo mình về ra mắt gia đình anh. Hôm đó mình về thì nói là bạn, nhưng ai cũng đoán được là người yêu. Hiển nhiên mà, có một điều là không phải ra mắt gia đình anh, mà là ra mắt gia đình và dòng họ nhà anh. Mọi chuyện rất bình thường, hỏi han cháu ở đâu, làm gì, học gì, bố mẹ ra sao, mình trả lời rõ ràng. Tiết mục ăn cũng đơn giản thôi, vì về mọi người đã làm xong hết rồi, có 8 mâm nhé, cho tới tiết mục rửa bát. Phần ly kỳ nhất trong lần ra mắt nhà người yêu, mình cứ nghĩ là khách thì mọi người cũng không kêu làm gì cả, ai ngờ anh người yêu kêu. Thôi, em ăn xong thì đứng dậy dọn dẹp với mọi người đi. Điều đó là tất nhiên, mình cũng ăn xong và dọn dẹp mâm sạch sẽ rồi bê xuống. Các mâm khác vẫn đang ăn, chẳng nhẽ lại bảo các cô các bác ăn nhanh để cháu còn dọn. Nên dọn mâm mình xong thì ngồi ấy chờ mọi người ăn xong. Mọi người ăn xong cũng tự dọn mâm bát xuống chỗ rửa. Đến lúc này anh người yêu mới lên ngồi rồi bảo. Sao em lại ngồi đây? Em rảnh quá nhỉ? Sao anh lại nói vậy? Em xuống rửa bát với mọi người đi chứ. Các cô các bác làm cơm rồi thì em ý thức tí đi. Mình cũng nghĩ là xuống thì nhiều người đang rửa. Mình giúp được thì giúp, nhưng điều bất ngờ là các bạn đoán xem. Có một mình là người xuống duy nhất. Có một mình vẫn nhịn. Ngồi vào rửa, vì nghĩ chắc các cô các bác xuống rửa cùng, nhưng 10 phút không có ai xuống, thậm chí mọi người đi qua còn nhìn mình hỏi. Sao có một mình cháu rửa à? Dạ vâng, thế cố lên nhé, ngày xưa cô, bác cũng vậy. Xong đi luôn lên, không nói đằng gì nữa. Đàn ông con trai thì không nói gì, đây cả đàn bà con gái đi qua cũng vậy. Mình rửa thêm được 5 phút, mình thấy ấm ức nên mình mới lên. Gọi anh người yêu xuống rửa cùng, bảo là do em mệt thì anh bảo. Thôi rửa đi, cho có lòng có dạ. Mình liền kéo tay người yêu xuống và nói là anh xuống đây em bảo. Xong xuống đến nơi, chẳng nói chẳng rằng mình đá ngay chỗ bát đĩa mình mới rửa xong. Anh hỏi em làm gì vậy? Mình trả lời luôn, rửa cái gì, có lòng cái dạ cái gì, phải làm người yêu hay làm ô sin mà lòng với chả dạ. Xong mình bỏ hết đấy, lên lấy ba lô ra đường bắt taxi lên thẳng Hà Nội luôn. Tất nhiên trên đường lên mình cũng nhắn tin là nói chia tay với anh. Anh cũng không chịu được hành động của mình và mình cũng không chịu được cách đối xử của anh, gia đình anh với mình. Thế đấy, tính mình ngang bướng từ bé, có lẽ mọi người trong trường hợp này sẽ cư xử khác. Nhưng mình nghĩ nên làm vậy, để sau này anh có yêu cô nào thì cũng nên hiểu tâm trạng mình lúc đó. Mình hy vọng người sau sẽ được thông cảm hơn. Đó là câu chuyện đang gây chú ý trên mạng xã hội ngay. Một cô gái vì quá bức xúc nên đá vỡ tất cả bát đĩa, rồi bỏ về từ nhà người yêu. Cách hành xử của cô gái đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng ngay sau đó. Gia đình nhà trai đúng là sai khi để mình bạn rửa như vậy, nhưng cách làm của bạn thì không chỉ bôi trò lên mặt của bạn, mà là cả gia đình bạn. Bạn có thể nhịn một chút, rửa tiếp hoặc là để đấy, rồi cáo bận đột xuất, phải về Hà Nội, chia tay, chứ không phải gồng lên đá tung đống bát như thế. Bạn xả được cơn tức, nhưng bố mẹ bạn sẽ là người phải hứng những lời sỉ vả. Lớn rồi nên học chữ nhẫn và làm gì cũng nên nghĩ cho bố mẹ nữa, vì giận quá thường mất khôn. Mặt khác, tự nhận thức bản thân là người bướng bỉnh thì hãy cố gắng sửa đổi dần hoặc là học cách bướng bỉnh đúng lúc. Cái đó có thể học và tích lũy dần theo quá trình, chứ không nên chỉ dừng ở việc nhận ra khuyết điểm của mình mà không sửa khuyết điểm. Một dân mạng bình luận như vậy. Hey,
Về ra mắt nhà trai, mẹ anh kêu mất tiền và bí mật rụng rời trong túi xách của tôi. 3 năm kể từ ngày tôi yêu anh, chưa một ngày nào tôi cảm thấy thanh thản. Tình yêu này của chúng tôi quá nhiều trắc trở. Nếu không vì anh quá chân thành, không vì anh quá yêu thương tôi thì có lẽ tôi đã buông tay rồi. Nhưng anh tìm mọi cách để níu kéo tôi. Người đàn ông yêu hết mình như thế, quả tình tôi không muốn đánh mất. Chúng tôi gặp và yêu nhau giữa chốn thị thành này, nhà tôi và anh đều ở xa. Lẽ ra sau khi tốt nghiệp đại học, anh sẽ về quê sinh sống. Nhưng chính vì yêu tôi, anh đã quyết định ở lại. Hơn nữa, anh cũng muốn bám trụ lại thành phố để tự lập và khẳng định bản thân mình, bất chấp sự không đồng tình của gia đình. Nhà anh tuy ở tỉnh lẻ nhưng giàu lắm, có tiếng ở đó. Bố mẹ anh không thiếu tiền để mua đất, xây nhà riêng trên thành phố. Nhưng vì muốn con trai về tiếp quản công ty của gia đình ở quê, nên bố mẹ anh rất không đồng tình việc anh muốn lập nghiệp ở thành phố. Cũng bởi lý do đó mà bố mẹ anh không thích tôi. Họ muốn anh về quê và cưới cô con gái nhà đối tác, làm việc lâu năm với gia đình. Đó sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo để gây dựng công ty và con gái gần bố mẹ hơn. Trong khi yêu tôi chỉ là một con bé quê xa lắc. Bố mẹ tôi nghèo và vì tôi mà anh lại không muốn về gần nhà. Tất cả những lý do đó càng khiến bố mẹ anh ghét và không chấp nhận tôi. Yêu nhau được 3 năm rồi nhưng tôi chưa từng được về thăm nhà anh. Sau cuộc điện thoại của anh báo về, nói rằng đang yêu tôi, mẹ anh tức tốc lao đến thành phố. Tôi có được gặp mẹ anh hôm ấy và bà quả quyết không bao giờ đồng ý. Từ đó tôi và anh không nghĩ tới chuyện về ra mắt nữa. Đã có nhiều lần tôi tính chuyện chia tay. Tôi hiểu tấm chân tình của anh nhưng không thể yêu mãi như thế này được. Nhưng mỗi khi tôi muốn làm điều đó, nhìn anh vật vã khóc lóc tôi lại không làm được. Anh bảo tôi cố gắng chờ thêm để anh thuyết phục gia đình. Thời gian cứ trôi qua, cho tới cách đây 2 tuần, mẹ anh chủ động điện thoại lên. Bà nói, anh hãy đưa tôi về nhà chơi. Cả hai đứa tôi mừng đến sức khóc. Có lẽ sau ngần ấy thời gian, giờ tình yêu của chúng tôi đã được chấp nhận rồi. Hôm ấy về tôi thấy hạnh phúc lắm. Mẹ anh đon đã đón tôi từ cổng. Gương mặt bà vui vẻ niềm nở, thậm chí còn xưng hô mẹ con với tôi. Em gái anh cũng khá thân thiện, chỉ có bố anh thì ít nói hơn. Bức không vồn vã, nhưng cũng không có ý ghét bỏ gì. Mẹ anh chuẩn bị một mâm cơm linh đình, khi tôi về đã xong xuôi hết cả rồi. Vì nhà anh ở xa, hôm đó lại cuối tuần nên cơm xong, mẹ anh nằng nặc giữ tôi ngủ lại. Ở lại chơi hôm sau mới cho về. Đêm hôm đó tôi nằm ngủ cạnh em gái của anh, thấy mọi người quý mến mình như vậy. Cả đêm tôi không ngủ được vì hạnh phúc. Tôi cứ ngỡ sự chờ đợi và hy sinh của mình bao tháng ngày qua giờ đã được đền đáp. Đào ngờ, sáng hôm sau khi ăn sáng xong, tôi và anh xin phép đi. Chúng tôi phải bắt xe lên thành phố. Khi tôi và anh vừa ra tới cửa, mẹ anh bảo đợi chút. Vài phút sau, tiếng bà tru tréo trong phòng ngủ. Tôi mất cắp rồi, tiền của tôi mất rồi. Tôi đứng chết lặng ở cửa, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi. Mọi người ngồi lại bàn uống nước, mẹ anh nước mắt ngắn dài than thở. Hôm qua biết tin chúng nó về, tôi đã đi trút ngân hàng 30 triệu để ở đây. Tôi định bụng cho hai đứa hôm nay cầm đi, lên đó mua sắm những cái cần thiết, chuẩn bị cho đám cưới dần đi là vừa. Mà giờ không thấy tiền đâu, nhà mình từ hôm qua đến giờ thì không có ai. Nói tới đó mẹ anh ngập ngừng, em gái anh từ trong nhà bước ra. Nhà mình từ trước đến nay không bao giờ mất cắp như thế cả. Giờ có chị dâu tương lai ở đây, mẹ nói thế chị ấy sẽ rất ngại. Em biết là chị khó xử, để tốt hơn cho chị, mất lòng trước đặng lòng sau. Tốt nhất giờ chị hãy bỏ hết quần áo túi xách lên đây, đổ hết đồ ra đi chứng minh. Từ hôm qua đến giờ chị cũng chẳng đi đâu mà. Một mất 10 ngờ, làm thế sẽ tốt hơn cho chị. Chị chứng minh không có rồi mà tìm khắp nhà không thấy, thì mình đi báo công an, có khi có trộm vào nhà. Nghe em gái anh nói thế, tôi cũng thấy đúng. Nếu tôi không chứng minh thì chính tôi sẽ bị ngờ vực, mà tôi không làm thì sao phải sợ. Vậy là tôi đứng dậy, lôi đồ từ túi xách và túi đựng quần áo nho nhỏ của mình ra. Thật không ngờ trong khi tôi tự tin đến vậy thì trong túi của tôi bọc tiền rơi ra. Nó thậm chí còn được bọc trong một chiếc váy cho kín. Cả nhà anh nhìn tôi khinh rẻ, còn anh ngạc nhiên quá đỗi. Tôi đọc được trong ánh mắt sự thất vọng. Mẹ anh tiến lại cầm số tiền lên và đưa tôi. Nếu cháu không có thì cứ bảo bác. Nhà bác không thiếu tiền, bác coi cháu như con trong nhà. Mà cháu lại làm cái điều đốn mạc này. Cháu đúng là mua đồ xấu xa. Nhà này không bao giờ chấp nhận loại trộm cắp hạ đẳng như thế về làm dâu. Cháu thích thì bác cho, rồi biến khỏi đây đi. Em gái anh thì tiêm vào, anh hiền quá, em đã nói rồi. Loại gái quen ức ơ ngoài đường ngoài chợ thế này không đáng tin đâu, giờ anh đã sáng mắt ra chưa? Tôi đặt lại lên bàn sắp tiền, cất gọn quần áo vào rồi quay bước. Có thể anh không biết, còn tôi thì đã đủ hiểu. Tất cả chỉ là một màn kịch, là tôi bị ép phải vào vai ác.
Giờ anh có tin tôi hay không cũng không quan trọng nữa. Tôi nhất định chia tay vì tôi sợ họ. Những người thân thâm hiểm của anh, tôi không đủ can đảm để làm dâu một gia đình như thế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.